mình giao họ cho khách chuẩn bị đi Củ Chi, Củ Chi với Trà Vinh, Trà Cú. Mấy qua dòng này về Củ Chi rồi thì mấy qua về Trà Cú. Đây đây đây, nó cầm mấy. Đây đây. Bốn con. Anh bốn con. Con trắng. Ừ. Dẫn bậy dẫn đâu á? Bậy. Ông đi trước rồi Vinh. Hả? Không phải. Dẫn cái này sang qua cho anh trước. Sang qua cái xe đó trước. Dẫn bằng bọn trước á. Ở xe kia đi trước, xe này đi sau á. Ừ, xe mà bọn của anh á, lên xe em rồi đi đúng rồi đích qua xe kia sang mới được. Ờ, đằng sang bên kia không có bẩn. Vậy tại anh kiếm gom hay gì cái lót không? Không có, lên xe này xe kia, không có bẩn xuống, sao giờ đến sao xuống đây? Lên. Xe lớn với xe này đâu có đủ. Xe này không được. Lên xe này đâu mới sang, bẩn qua xe kia. Xe kia không có bẩn lên nè. Lấy cái kìa mới được, ngắt nó mới được. Tới chân xuống chúng ta nhanh lên. Không có, anh ngắt cái đuôi không sao, phải anh bẻ mới sợ biết không? Ngắt cái da, ngắt cái da nè. Đi nè. Thôi đỡ cái vỏ lên cho anh phụ ra. Đẩy đứt lên, đẩy đứt lên. Đẩy phụ lên, phụ lên. Dỡ cái vỏ lên, cái lên nè. Nè chứ đâu hay bẻ, mình bẻ đâu sao nhắc cái đâu 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 làm giả luôn rồi. Phụ cái ông tài xế cho xe bò về Củ Chi hả? Về Củ Chi. Gắt nó mới vậy chứ về hai bữa thì nó ấy dễ à. Thank you.
qua xe điện. Nhiều bốn con hả? Yeah.